Em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con cắt gốc nha anh em. Cắt gốc này của Makita nha. Thì con này lưỡi của nó là xài lưỡi 260 nha. Đây em. Đó, lưỡi zin theo máy nha anh em. Đây lưỡi của nó đây. Đó. Bàn xay của nó đây. Xay 45 độ hai bên nha anh em. Năm độ hai bên xoay nghiêng hai bên 45 độ luôn ha. Đó. Đây, ngoại hình máy sau của máy nè anh em. Còn khá là đẹp luôn nha. Đó. Thì em xin đọc cái mã cái thông số máy cho anh em mình nha. Cắt gốc Makita, mã của nó là LS0831 nha anh em, điện là điện 100W nha. Con này công suất của nó là 1050W, dòng tu là 4000 vòng trên phút nha. Thì nó xài lưỡi là lưỡi 216 nha anh em. Đó, ngoại hình của máy ha. Đó, lưỡi phía sau ở đây. Đó, nghiêng xoay 45 độ hai bên ha. Túi bụi theo máy nha anh em. Bây giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Khá là chạy luôn nha anh em, hoạt động là ok máy luôn ha. Đó, ngoại hình của máy là ok luôn ha. Đó, anh em thì anh em nào quan tâm đến con cắt gốc Makita thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.